Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc tổ chức công bố quyết định công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc quyết định điều động đồng chí Võ Quốc Thanh, trưởng ban tổ chức huyện ủy đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhận công tác, đồng thời điều động đồng chí Trương Thị Phượng Quyên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2024. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị hiệp thương bầu ông Võ Quốc Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.